Xin chào các bạn, mình tên là Nhật Hoàng, mình đến từ Nhật của Minh Phụng. Và clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng tiếng và điệu của cây AW 410. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tempo và máy đếm nhịp của AW 410. Về tempo thì có hai cách sử dụng như sau. Nếu các bạn chơi trên một bản nhạc và nó có đề tempo sẵn thì các bạn chỉ cần bấm vào nút tempo và lăn này để chỉnh được tempo theo đúng yêu cầu của bản nhạc. Ví dụ một bản nhạc yêu cầu tempo là 120 thì mình sẽ xoay nút lăn này tới số 120, mình dừng lại. Đó là cách sử dụng thứ nhất. Cách sử dụng thứ hai là nếu mà các bạn không có bản nhạc kế bên mà các bạn muốn chơi một bài hát bất kỳ thì các bạn nghe theo bài nhạc đó và gõ theo nhịp chân 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Về phần metronome hay còn gọi là máy đếm nhịp, thì mình có thể bấm nút metronome ở đây. Mình sẽ nghe được 4 phách, đó là nhịp 4-4. Nếu các bạn muốn tùy chỉnh nhịp thì mình nhấn giữ. Bạn thấy nó sẽ hiện trên màn hình số 4. Và lúc này mình sẽ chọn xoay ngược lại để chỉnh điệu 2-4, 3-4, 4-4 hoặc là 6-8. Thì mình sẽ chỉnh thử điệu 6-8. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Nếu các bạn có điều gì thắc mắc, hãy comment bên dưới và hãy nhớ like và subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.